sữa tươi ngon ơi là ngon mẹ ơi. Con nói thiệt với chú nghe nha, người đó là chướng khủng khiếp. Con bé nó dễ thương mà con. Hồi xưa nguyên một lớp con ghét luôn chứ không phải mình con nữa. Ủa nhưng mà bây giờ làm chung với nhau rồi. Trời ơi làm chung, làm khó làm dễ con hoài. Ăn bánh đi. Mà nè đừng binh như vậy, làm khó làm dễ con hoài. Con nói thiệt á, con ngày xưa đó nha, mỗi lần mà con gặp cổ là khó một, má của cổ khó mấy mười. Bà Thu á, bà... Ra chưa? Ra rồi. Trời ơi, theo cái gì tôi, mà... hãy đi theo tôi nào. À, đi tôi dắp té, dập mặt cái hả, bắt đền đó nha. Quần áo phải chỉnh chu vào. Sao, à, cái gì? Hãy theo tôi. Ngồi xuống. Rồi, bà cho ổng đeo cái gấu trúc chị gốt vậy. Vậy nó mới bất ngờ. Nhìn giống trong phim quá ha. Tôi mở ra được chưa? Từ từ. Rồi, hãy mở ra nào. Happy birthday to you. Ủa? Happy birthday to you. Cái gì hả? Happy birthday, happy sinh nhật tôi, happy birthday to you. Ôi, sinh nhật còn chưa tới mà. Thổi đi. Thổi gì? Thổi nấm. Cầu nguyện đã rồi mới thổi. Mà làm sinh nhật cho tôi á thì phải làm cho nó ngót cho được. Thì từ từ cầu nguyện rồi thổi đi để nó tàn đèn cày. Uổng cái bánh nhanh lên. Có cái bánh không mà sinh nhật mà làm phải có này có kia. Ngày xưa tôi mà còn ở bên Úc á nha, sinh nhật tôi mà là đãi ngay cái nhà hàng kế, cái chỗ mà nhà hát con sò đó. Tôi nói tiệc là 20 bàn mà bàn nào bàn nấy nó VIP. Rượu là rượu xịn. Đó nhà hàng, con này gì những lão. Có người tổ chức sinh nhật cho là may rồi. Khó khăn lắm mới đem được cái bánh vô đây đó. Sinh nhật gì thiệt á, thà không làm kiểu này. Dẹp đi. Để đi. Bây giờ cũng có một người phụ nữ dắt vô, rồi có người đàn ông đốt đèn cày cho ông thổi ông đậu gì nữa. Ông... Thiệt á, đã trong đây không có ai trơn trọi, có ba đứa mình thôi. Tụi tôi nhớ tới ngày sinh nhật của ông, rồi tổ chức sinh nhật cho ông bất ngờ để tạo thêm niềm vui. Trời ơi, không biết ơn không thương thôi mà còn trách móc hờn mát là sao? Thì ông nói có... ông ở bên Úc là cái nhà hát con sò gì ở đây. Anh chị không có hiểu tính tôi làm cái gì nó ra cái đó. Không làm thì thôi, làm tiệc sinh nhật là phải là hoành tráng mà mình phải gây chú ý nhất cái chỗ này. Tôi mặt mũi tôi mà để làm cái bánh nhỏ xíu rồi mà thổi lên này. Dạ bây giờ có sinh nhật không? Nhật thì bây giờ có cái gì nữa không? Chứ giờ vậy thì sinh nhật rồi thổi xong rồi ăn bánh nữa. Chứ trong đây nó có cho đem gì vô? Hôm bữa nhậu thôi mà là đã duyệt bản kiểm điểm rồi. Nhưng mà hôm nay nếu mà sinh nhật là phải nhậu, không biết rượu. Hồi đó ông Phương á, còn làm á, thì còn dễ. Chứ bây giờ là con Jessica, ông nghĩ nó đem được miếng rượu nào vô đây mà ông đòi. Thì nhờ thằng Đông cho nó tiền là đem được hết, có gì đâu. Đã vô tới đây lo tình dưỡng. Thiệt sự. Sống cho nó đàng hoàng lại. Ta nói cho anh trẻ ông chơi già mất nết là ông á. Nè tôi chơi dữ nha, tôi chơi khắp châu Âu rồi. Vậy là ông là tôi cái dạng trẻ vẫn chơi mà già vẫn còn mất nết. Bả cầm tuổi mà từ sáng giờ mới làm bánh kem không nói được một tiếng cảm ơn. Che lên che xuống. Bởi vì già mà còn đòi chơi. Chơi cái gì, tôi nói không làm sinh nhật thì thôi. Rồi thôi dẹp luôn, hỏi ăn mỹ ăn. Tốn tiền mua cái bánh. Làm thì phải làm cho nó đàng hoàng. Khỏi luôn, không làm gì trơn á, đừng có mơ mà có ngày mà tụi tôi làm sinh nhật cho ông lần nữa. Không làm thì thôi. Trả luôn cái bịch mắt đi, đồ quẹt luôn đây. Làm cho nó có đàng hoàng chứ. Mình đàn ông mình ăn bánh ngọt làm gì đúng không? Mình đàn ông mình phải có rượu, có gà, nhắm. Ông làm sinh nhật tôi mà ông. Đông ơi Đông, Đông. Happy birthday to you. Mày vô đây nè, vô tôi nói cho nghe. Hả? Sao chú? Chuẩn bị hết bánh. Rồi. Rồi bà làm, bà cứ cầm bà mua đồ rồi bà làm mà xong mà ra hết. Cha nói sao bánh kem nhỏ vậy, tại sao cho chú sinh nhật vậy. Bà giận, đem bánh vô bà dục vô toilet. Mấy
Người không làm thì thôi, sinh nhật thì không làm thì thôi, làm thì phải làm cho lớn. Bỏ cái thói đó đi. Đây không phải là nhà hàng nhà mình, đây là viện dưỡng lão, không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ mình ở đây phải là quen với cuộc sống bây giờ đi ông ơi. Bây giờ mình ở đây là nhà của mình có tiền mà mình phải là tổ chức chứ. Tiền nó không bao giờ là quyết định tất cả chứ. Con nói chú nghe nè, cũng khó khăn lắm mà cô Thu mới làm được bánh kem. Rồi cũng khó khăn lắm mà mình là người một nhà mà. Cậu không có biết đâu, ngày xưa chú đó nha, chú đi tới sinh nhật là phải một chiếc xe lớn nó chở bạn bè chú tới. Yên tâm lên đi. Du thuyền chơi. Một hai năm là có cái xe lớn lắm, mà chở ông đi. Ôi, chú ẻo. Bây giờ mình ở đây, đây là nhà của mình. Con giống như là con cháu của chú vậy. Tổ chức sinh nhật phải làm cho nó đàng hoàng. Thật ra thì con nói chú nghe, cái người mà tổ chức sinh nhật cho chú là cô Thu. Cô Thu nhớ ngày sinh nhật của chú, cô Thu mới nói với con là thôi Đông ơi, con kiếm bánh kem nhỏ nhỏ cũng được, làm gọn gọn cho chú vui. Mà giờ chú nói vậy, con nói thiệt với chú, con biết là quá khứ của chú cũng lẫy lừng lắm, cũng là du thuyền, du ơ, đồ này nọ. Nhưng mà bây giờ á, thật ra người ta nói là thức thời mới là trang tuấn kiệt chú à. Chú đã ở trong này rồi. Nà, đừng nói vậy nha. Chẳng qua ở ngoài á, là chú có công chuyện, chú mới vô đây để cho như là nó lướt qua thôi. Thế còn chú bây giờ chú ra ngoài với bạn bè chú hú một cái xe tới đưa đón đi. Bây giờ chú hú cũng có xe hú đưa chú đi được vậy. Thôi nữa mày nói như này là nước đổ lá khoai mà. Đừng nói là Đông ơi. Thôi chú ơi, hãy vui với hiện tại. Mình mà sống với quá khứ hoài á, mình sẽ trở nên yếu đuối. Hãy sống với hiện tại và nghĩ về tương lai. Con chào chú. Suốt ngày cho tiền nó lì xì đó, bây giờ nó vô nó dạy đời, nó nói tôi vậy. Tôi nói cho ông nghe nè, ở đây ai cũng có một cái nỗi niềm hết trơn. Không ai mà gia đình hạnh phúc mà vô viện dưỡng lão hết trơn. Đây là năm sau, đâu phải ai muốn vô đây là vô. Ông biết là mình bỏ bao nhiêu tiền mới được vô đây ngồi mà mình phải ông được có đứng. Tiền nhưng mà ông thiếu thốn tình cảm. Ông mới vô đây. Tôi không có thiếu thốn tình cảm. Tôi bạn bè tôi nhiều, tôi có cảm gì. Tôi nói ai một câu nè, chân tình nè. Chưa biết là ngày mai tới trước hay là kiếp sau tới trước đâu. Nếu mà ngủ dậy vẫn còn tỉnh, mặt trời lên, đó chính là ngày mai tới trước. Còn lát bước vô phòng làm cái đùng, đó là kiếp sau tới trước. Thà vậy, thà chết cho rồi. Mà sống mà nó sinh nhật đã vậy tôi không cần. Thôi bớt lại, đừng có chướng vậy. Mình nghĩ cho mình rồi bà Thu sao? Thu bà tổn thương. Ông cũng đã từng bị tổn thương, ông mới vô đây. Rồi đi làm tổn thương một người khác, và người ta bị tổn thương người ta mới vô đây. Tôi mệt cái bà già đó, mệt quá. Bà suốt ngày chửi người khác á. Cái miệng bà là to nhất cái chỗ này á. Nhưng mà cái tâm bà không có xấu. Nhìn bản thân mình khóc, nhìn xung quanh với chứ. Sống ích kỷ quá. Có một cái câu rất là hay. Mình sống trên đời chỉ để tìm gì? Tìm người đi đám ma cho mình thôi. Đúng không? Thì giờ tôi chết cũng nhiều người đi đám ma mà. Thì có phải em sống từng ngày để thêm người đi đám ma không? Thôi nhiên hôm nay sinh nhật tôi mà ông nói gì toàn người ông trong tôi chết hay gì vậy? Đám ma gì vậy này? Ông không có quý tôi gì hết trơn. Tôi không quý, tôi ngồi đi. Mọi người đi hết, một mình tôi ngồi đây, tôi không quý ông hả? Ông quý tôi còn làm sinh nhật vậy, ông biết tính tôi mà ông phải đãi sinh nhật con. Tôi nở mày nở mặt chứ chơi làm gì. Tiền đâu đãi? Tiền tôi đưa. Tự nhiên lấy tiền cho ông đãi sinh nhật cho ông. Chơi cái này luôn. Nữa, nói nãy giờ cũng chưa sáng cái đầu ra. Chắc tôi sáng cái dép cho ông, cái đầu ông sáng ra quá. Tôi tin người. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Thôi để tôi kêu bà ra, nói nhỏ nhẹ với bà, thấy không? Tôi kêu bảo vệ vô. Đó rồi, nói tôi cũng có đặt con Tiết mớ đồ ăn mà. Có không? Có đồ ăn mà bị cấm. Rồi có cái tí. Để tôi. Bà Thu ơi, Thu ơi. Kêu cái gì? Ra đây. Tôi giận rồi. Ra đây. Đông, vô. Vô gì? Để vô đây. Bánh kem đâu? Bánh kem gì nữa tôi dùng rồi. Thôi mà, thôi, đem đi. Vô đây. Yên tâm đi, vô đây. Chú thích ăn chơi đúng không? Đây, hôm nay con có cái gì đó cho chú ăn chơi đây. Có gì đâu. Con chúc đây. Chú Hà sinh nhật vui vẻ nha. Đây. Là quà sinh nhật của chú Hà. Quà sinh không? Nhật hả? Đây. Tổn thương, người tổn thương thì làm tổn thương người. Trời, tôi đâu có ở không mà tổn thương. Thôi mà, ngồi xuống đi. Tôi thương ai mà phải tổn thương. Ngộ đời. Chú Khu Hà đi. Sao nay tự nhiên mặc đồ cũng cỡn quá vậy? Ôi, nhà mặc cỡn quá.
Hỏi thiệt khó thiệt chứ. Trong đây nè, có món quà đặc biệt lắm chứ coi đi. Từ từ. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi, đừng có uống rượu, đã xảy ra một lần rồi. Viết bản kiểm điểm. Chỉ có là cô Thu được uống thôi. Còn mấy chú cháu mình chơi bữa đi có gì đâu. Con ơi, thôi đi, Jessica sinh nhật đã nghỉ phép rồi. Hả? Thông tin quan trọng, Lệ Du đã nghỉ phép. Chừng nào nó nghỉ luôn? Bà sao vậy, công chuyện người ta ăn có miếng cơm mình á mà cái trong nó nghỉ luôn. Cái loa của chú đâu rồi? Cái loa của chú hả? Để ở ngoài chốt, để con đem vô. Ok. Để con nào? Đông ơi. Anh Đông. Đây là quẹt đâu đây kia? Không quẹt để chi? Đốt cái đèn cầy lên. Để thổi lại đèn cầy. Không quẹt tôi để trống để tôi vô lấy. Đây còn có cái này nữa nè. Đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hôm nay là chú Hạ cần gì? Là chú yêu cầu con đem vô. Chú yêu cầu. Có khô mực nữa. Có hộp thịt lộn nữa. Nhưng mà con đợi. Nhưng mà chú Hạ yêu cầu một món khác. Gì vậy? Em có thể giúp cho chú Hạ vui bằng một bài hát. Dạ được, con sẽ góp vô bằng một bài hát. Chú Hạ muốn nghe bài gì? Thôi, để tôi phát biểu cái suy nghĩ của tôi rồi chứ hả? Cầm lên. Nói cho đàng hoàng nha, tử tế vô. Thật sự mà nói vậy, trong lòng tôi á rất là biết ơn. Tôi biết cái người này á nha, bình thường á thì khó chịu. Nhưng mà khó chịu với ai á, với tôi thì lúc nào cũng tình cảm, lo lắng đủ thứ. Mà tôi nói thiệt luôn là người thấu hiểu tôi. Mà cũng có cái người này nói tôi nghe cảm ơn ông bạn già. Bước lên, ông bước lên nào á, bước lên cũng lo cho tôi. Ủa là sao? Hả? Nãy giờ tôi nói gì không? Ủa? Mày kéo tôi lên đây chi? Ủa, tưởng đây mới là hoa hậu chứ. Hóa ra hoa hậu là đây à? Hoa hậu gì? Do lớp. Nà, chú đang nắm tâm sự là cái người mà hiểu chú nhất, lo cho chú mà gọi là đầy đủ về tinh thần nhất là ông bạn của chú. À, bây giờ tuổi này giờ chỉ có tình bạn thôi. Thôi thôi, ai cũng vậy. Thôi đừng có buồn nữa, qua đây. Thôi không sao đâu, giờ mình ăn. Con chúc xin lỗi con. Chúc sinh nhật ăn bánh. Dạ. Đáng lẽ tôi không quê đâu. Thằng này nó dặm cho tôi lên ghế tôi mới quê đó. Xin lỗi con. Con tưởng cô là hoa hậu nhưng không phải. Là người ta đang nói về một tình bạn. Cô không phải là gu của chú Hạ. Ôi bà đi. Thôi đi vô nhậu với tôi, bà với tôi mà làm cái gì đâu cái mà. Bánh nha. Cái này ăn vô tiểu đường chết. Tiểu đường gì mình biết là chết. Lâu mới có một cái thôi, đó nghỉ phép cái rồi. Sao đâu. Đây, Jessica đã nghỉ phép. Con nói thiệt với chú nghe nha. Người đó là chướng khủng khiếp. Con bé nó dễ thương mà con. Hồi xưa nguyên một lớp con ghét luôn chứ không phải mình con nữa. Ủa nhưng mà bây giờ làm chung với nhau rồi. Trời ơi, làm chung. Ăn bánh. Làm khó làm dễ con hoài. Ăn bánh đi. Mà nè, đừng binh như vậy. Làm khó làm dễ con hoài. Con nói thiệt á, con ngày xưa đó nha, mỗi lần mà con gặp cổ là khó một, má của cổ khó mấy mười. Bà Thu á, bà